Rất nhiều chị em mình gặp tình trạng mụn tái đi tái lại ở vùng quai hàm và chị em nghĩ rằng đó là tình trạng mụn nội tiết. Và thậm chí là tầm 30 hay 40 tuổi rồi chúng ta vẫn gặp tình trạng mụn này. Và chị em mua rất là nhiều những cái thực phẩm chức năng này, về nội tiết tố này, hay là tinh dầu hoa anh thảo này, thậm chí là uống cả viên uống thuốc tránh thai nữa để mong muốn rằng sẽ trị mụn nội tiết. Chị em biết không, tình trạng mụn ở vùng cằm này thì chưa chắc đã phải là mụn nội tiết đâu. Và nhiều khi chúng ta uống quá là nhiều các thực phẩm chức năng vào thì không những là không trị được mụn mà nó còn khiến tình trạng mụn bùng phát nhiều hơn. Vậy thì đừng bỏ qua video ngày hôm nay, Hương sẽ chia sẻ đến chị em cách để chúng ta xử lý tình trạng mụn ở quai hàm và nhận biết xem đó có phải là mụn nội tiết không. Và nếu là tình trạng mụn nội tiết thì chúng ta sẽ chăm sóc da như thế nào nha. Và trước khi bước vào phần chính của video thì Hương rất mong chị em sẽ bỏ một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube Màu Đỏ ở phía dưới để hàng ngày chị em chúng ta được gặp nhau và chia sẻ với nhau những kiến thức như thế này. Phần đầu tiên là nguyên nhân tại sao chúng ta bị mụn nội tiết. Thì mụn nội tiết chính là cái mụn sinh ra do cái sự rối loạn nội tiết tố trong cơ thể. Cụ thể ở đây chính là sự tăng nhiều của hormone androgen. Và cái hormone này tăng nhiều lên trong cơ thể ấy, thì nó khiến cho tình trạng da của chúng ta tăng tiết dầu này, tăng tiết bã nhờn nhiều hơn và tình trạng da chúng ta sừng hóa nhiều hơn. Vậy thì đó chính là cái nguyên liệu khiến cái mụn của chúng ta hình thành. Thông thường ấy thì tình trạng mụn nội tiết sẽ xảy ra ở những cái thời điểm này. Thứ nhất có thể là độ tuổi dậy thì. Chị em thấy rằng là các bạn nhỏ khi dậy thì và nhất là các bạn nam thì sẽ thường là tình trạng da bóng nhễ dầu và mụn rất là nhiều luôn. Và sau này các bạn đó nếu không biết cách xử lý thì có thể gặp tình trạng sẹo vĩnh viễn. Giai đoạn thứ hai có thể là chị em chúng ta trong thời kỳ mang thai này cũng có thể gây ra tình trạng rối loạn nội tiết. Hoặc một số chị em chúng ta gặp tình trạng là rối loạn về chu kỳ kinh nguyệt ấy, là có thể là bị mất kinh này, hay là bị chậm kinh, hay là chu kỳ kéo quá là dài thì cũng có thể chính là mụn nội tiết. Một số khác thì có thể là trong cái tình trạng là giai đoạn thời kỳ tiền mãn kinh. Rồi về phần thứ hai là hãy xác định như thế nào để biết rằng chúng ta có bị mụn nội tiết không. Vậy thì như Hương chia sẻ trên, thứ nhất này là có thể gặp tình trạng là mụn tái đi tái lại và rất là nhiều ở vùng quai hàm là yếu tố đầu tiên. Thứ hai nữa cần xác định xem chúng ta có ở trong một trong số những cái vấn đề trên, ví dụ như là dậy thì này, hay là chu kỳ kinh nguyệt chúng ta rối loạn, hay là thời kỳ tiền mãn kinh, hay là có các dấu hiệu mãn kinh sớm hay không, ví dụ như có thể là mất ngủ này, hoặc là đánh trống ngực này, hay là tình trạng đổ mồ hôi trộm nhiều này, hay là tê bì tay chân nữa. Điều thứ ba này, khi chúng ta xác định được là tỷ lệ cao chúng ta bị mụn nội tiết rồi thì chúng ta hãy tìm đến các cơ sở, các bác sĩ da liễu để chúng ta làm những cái xét nghiệm tại bệnh viện. Vì khi chúng ta biết rằng chính xác là chúng ta bị mụn nội tiết thì sẽ có những cái các cái viên uống để hỗ trợ chúng ta làm sao để cân bằng lại được nội tiết tố. Ngoài ra tình trạng mụn ở phần quai hàm này thì chưa chắc là mụn nội tiết mà có thể do chúng ta làm sạch da không kỹ. Có rất là nhiều chị em chúng ta là chỉ rửa mặt kỹ ở vùng má thôi mà quên mất vùng quai hàm này. Cái thứ hai có thể là do chúng ta hay có thói quen là chống tay lên mặt này, hay có thể là dây mũ bảo hiểm này, thì chị em giúp Hương điều chỉnh lại một chút về các vấn đề sinh hoạt trước khi mà chúng ta tìm các cái viên uống nha. Rồi phần tiếp theo là khi mà bị mụn nội tiết như vậy hay mụn quai hàm thì chúng ta có nên uống các cái viên uống như là tinh dầu hoa anh thảo hay là cái thuốc tránh thai 28 ngày hay không? Thì trước khi bước vào phần này thì đừng quên là nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube Màu Đỏ ở phía dưới để hàng ngày chị em chúng ta được gặp nhau nha. Cái thành phần của tinh dầu hoa anh thảo đó chính là omega 6 là nhiều và tác dụng chính là cấp ẩm thêm cho làn da và làm da chúng ta mềm và mượt hơn. Cũng chưa có nghiên cứu nào chính xác nói rằng là cái tinh dầu hoa anh thảo này hay là omega 6 có khả năng trị mụn. Và một số chị em mình khi uống quá nhiều, uống cái liều quá cao và uống duy trì thời gian quá là dài, thậm chí nó còn khiến da của chúng ta tăng tuyến dầu, tăng tiết bã nhờn nhiều hơn và tăng khả năng viêm nhiều hơn và từ đó cái tình trạng mụn của chúng ta nhiều hơn. Vì vậy chị em nào đó mà mong muốn rằng là chúng ta trị mụn nội tiết bằng cách uống tinh dầu hoa anh thảo thì chúng ta có thể là nghe ngóng cơ thể để xem rằng là chúng ta có hợp với cái sản phẩm này không. Điều thứ hai là cái viên uống tránh thai 28 ngày thì nó sẽ có tác dụng nếu chúng ta thực sự là bị mụn nội tiết. Tuy nhiên cái viên uống này chúng ta không tự ý là uống bừa bãi nhé. Bởi vì là khi chúng ta uống vào đôi khi nó không phải là mụn nội tiết mà có thể khiến chúng ta bị rối loạn kinh nguyệt nhiều hơn. Vì vậy nếu chúng ta mong muốn rằng uống các cái viên uống tránh thai 28 ngày hay là các cái thực phẩm mà nội tiết tố khác thì hãy tìm đến các bác sĩ để chúng ta được chỉ dẫn và uống theo cái liều quy định. Rồi phần thứ ba đó chính là vậy thì khi chúng ta bị mụn nội tiết ấy thì chúng ta sẽ làm cách nào để skincare tại nhà như đã chia sẻ ở trên. Cái nguyên nhân gây ra mụn nội tiết thì vẫn là da tăng tuyến dầu nhiều và tăng tiết bã nhờn nhiều. Vậy thì cái việc chúng ta mà uống ở bên trong nó chỉ hỗ trợ thêm chúng ta. Còn ngoài ra chúng ta skincare hàng ngày để làm sao cho da của chúng ta nó không kiểm soát được tình trạng là dầu bã nhờn này và kiểm soát được tình trạng là dày sừng nữa thì nó hỗ trợ thêm rất là tốt. Và nếu chị em chúng ta mà có uống này và chúng ta skincare kém ấy, thì tình trạng mụn của chúng ta vẫn bị tái lại. Thì như đã chia sẻ rất là nhiều ở các cái video trước rồi, muốn chăm sóc da mụn thì đơn giản này, việc đầu tiên là làm sạch thật là kỹ với tẩy trang dạng nước này và sữa rửa mặt. Và chú ý rằng hãy làm sạch kỹ vùng quai hàm này nhá. Vùng chữ T này thì Hương sẽ thường hướng dẫn là rửa mặt khoảng tầm là 1 phút, sau đó mới chuyển sang vùng chữ U, vùng hai má chỉ cần khoảng tầm 30 giây thôi. Điều thứ hai là hãy kiểm tra lại các sản phẩm dưỡng ẩm và kem chống nắng sẽ phù hợp với tình trạng da dễ bị tắc.
chúng ta hãy lựa chọn là các dạng serum này, dạng lotion này hoặc là dạng gel này, những cái dạng lỏng thôi để tránh bít tắc. Vì khi da chúng ta đã tăng tuyến dầu, tăng tuyến bã nhờn nhiều rồi mà lại thêm những cái sản phẩm bít tắc vào thì nó chính là nguyên liệu khiến chúng ta hình thành mụn nhiều hơn. Và tiếp theo chính là những sản phẩm giúp bình thường sừng hóa và kiểm soát tình trạng dầu thừa bã nhờn. Thì có hai cái sản phẩm Hương thường xuyên chia sẻ với chị em này. Thứ nhất là cái sản phẩm là Adaplin này, hay là cái Calenzit MF này, nó dạng gel nhá chị em nha. Thứ hai là chính là cái BHA. Thì hai sản phẩm này hỗ trợ chúng ta vừa giúp là kiểm soát tình trạng dầu thừa bã nhờn, vừa giúp là loại bỏ những cái sừng, cái sần, cái bít tắc ở trong da của chúng ta. Khi chúng ta duy trì đều đặn hai cái này, nó sẽ hỗ trợ rất là tốt trong quá trình trị mụn. Rồi và trên đây chính là chia sẻ một chút của Hương về mụn nội tiết. Vậy chị em mình hãy xem rằng mình có đang thực sự mắc phải tình trạng mụn nội tiết không, và trong quá trình skincare gặp bất kỳ điều gì khó khăn, hãy để lại comment để Hương hỗ trợ. Cảm ơn chị em đã lắng nghe.